Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube công ty âm thanh sáng Thanh Huy. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một mẫu vỏ thùng xúc đôi 5 tấc mẫu mới của năm 2019. Thì như quý vị và các bạn đã được nhìn thấy, thì đây là dòng xúc đôi RCS nha các bạn. Sử dụng hai loa bát 50, bát mặt đánh ra ngoài và ở dưới là lỗ thoát hơi. Thì hiện tại cái xúc bên trên thì mình đã tháo mặt lưới ra rồi. Và đây là mặt lưới của nó. Mặt lưới thì bên ngoài là được làm một lớp lưới nhôm chống rỉ, và bên trong này có mút tiêu âm và chống nước chống bụi nha các bạn. Đây là hình thức phía trong của thùng. Thùng này kết cấu toàn bộ được làm bằng ván ép. Đây nha các bạn, ván ép nhập mã lai, hàng chất lượng nha. Toàn bộ trong thùng này được đóng những cái thanh chắn này rất là chắc chắn. Hai bên thì hai cái lỗ để chúng ta bắt bát 50 nha. Và dưới thì làm một cái hộc hơi của nó. Đây. Dòng này thì nó có thể, các bạn có thể gắn được côn 100, côn 125 hoặc côn 130 tùy ý các bạn nha. Thùng thì rất là chắc. Thùng rất là chắc chắn nha. Đây, thùng rất là dày. Thùng ván đúng chuẩn 1.8 nha. Sơn sần, chống trầy và chịu nước. Và dòng này thì ở bên hông thùng thì mình thiết kế 4 tay sách nha. 4 tay sách. Đấy, nhìn cho nó chắc chắn. Rồi, và đây là phía sau. Phía sau thì đơn giản thôi, phía sau thì nó chỉ gồm một cái đầu chạm loa thôi để chúng ta gắn chạm loa vô. Thì khi các bạn mua cái vỏ thùng này á thì bên công ty mình sẽ tặng kèm cho các bạn là chạm loa nha. Chạm loa thì hai rắc speed công đây. Thì hiện tại mình sẽ để sẵn trong thùng. Đây là cái chạm loa của nó này. Hai đầu rắc speed công. Thì khi các bạn mua vỏ này sẽ được tặng chạm loa và lưới loa đầy đủ luôn nha các bạn. Các bạn về chỉ việc hàn dây và gắn bát loa vô là sử dụng thôi. Dòng này thì âm thanh rất là hay nha, tiếng rất là sâu. Đó, cực kỳ đơn giản. Và dòng này thì nó cũng rất là gọn ha. Cái chiều ngang, chiều ngang của nó từ bên trái qua bên phải, chiều này nó khoảng 1 mét. Đó, những cái dòng xúc bình thường này khoảng tầm 1 mét 1 mét 2, thì dòng này mình thiết kế rất là gọn ha, chỉ khoảng 1 mét thôi. Còn cái chiều sâu của nó từ mặt trước và ra phía sau thì nó khoảng 70 cm. Còn chiều cao, chiều cao từ dưới đây và lên trên đây thì nó khoảng 60. Đó, một mẫu xúc đôi rất là gọn. Và cái vỏ thùng xúc đôi này thì bên mình làm cái phân khúc giá bình dân rất là tốt, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline trên video này nhé. Giá rất là tốt luôn. Rồi, và sau cái clip này thì mình tiếp tục lên thêm một clip nữa để ráp thành phẩm, ráp loa vô thùng xúc này, và sẽ cho các bạn cùng xem và cùng nghe thử cái chất âm của dòng loa xúc này nhé. Đó, đây là mẫu xúc 5 tấc đôi mới RCS của 2019. Xúc mặt nhỏ gọn. Mẫu lưới thiết kế mới cũng nhìn rất là bắt mắt nha. Dòng này thì bên mình đã có số lượng rất là nhiều ha. Số lượng có sẵn 20 cặp. Đó, thì đây là toàn bộ là nó luôn này. Đó, nguyên một cây luôn. Sâu vào trong. Thì các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình nha. Bên mình phân phối xỉ và lẻ luôn, số lượng càng nhiều thì giá càng tốt ha. Vùng thì sơn rất là đẹp. Nói chung là bên mình thì làm thiên về chất lượng chứ không làm về những cái hàng bèo như ở ngoài chợ ha. Toàn bộ chất lượng rất là tốt. Thùng thì ván ép nhập chống nước rồi. Còn nếu mà chúng ta mà sử dụng những cái ván rẻ tiền ở trong Việt Nam thì đi một thời gian thì ván hay bị bung lắm. Nó cũng là ván ép thôi nhưng mà nó hay bị bung những cái mối gỗ này ra này. Đấy, các bạn để ý, ván bên mình rất là mịn ha. Đấy, bên trong những quai sách thì bắt ốc rất là chắc. Và lô này của mình thì có làm ốc âm dương ha. Đấy, có sẵn con tán đây thì về chúng ta chỉ việc xoáy vô thôi. Rồi, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube để xem tiếp những clip tiếp theo từ bên công ty mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.